Đây là khu đất ký hiệu DG1, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, có tổng diện tích hơn 23.000 m², đã được Ủy ban Nhân dân quận phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất. Thông tin đấu giá về khu đất DG1 gây sốt, thu hút đông đảo người tham gia. Vào ngày 6 tháng 12 năm 2018, khoảng 8 giờ sáng, lần lượt các phiên đấu giá đất đợt 1 được chia ra làm 3 nhóm, gồm 65 thửa đất diễn ra tại hội trường Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm do Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 Quốc gia đứng ra tổ chức. Không khí chuẩn bị phiên đấu giá càng lúc càng trở nên căng thẳng. Mức giá khởi điểm được Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm xác định có giá từ 28.500.000 đến 33 triệu đồng trên 1 m² cho mỗi thửa ở mỗi nhóm khác nhau. Hình thức đấu giá tại đây được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín với phương thức trả giá lên. Việc bỏ giá xác định thửa đất một nhóm đất có cùng giá khởi điểm còn được tiến hành một vòng duy nhất. Tất cả những người tham gia đấu giá đã đăng ký đấu giá để đủ điều kiện thì được tham gia bỏ giá một lần. Một người tham gia đấu giá được phát một phiếu tham dự đấu giá và chỉ được bỏ một giá cho tất cả các số lượng thửa đất mình đăng ký trong một cuộc đấu giá. Không có điều gì đáng nói nếu như phía điều hành phiên đấu giá này thực hiện theo đúng phương án đấu giá đã được duyệt, tức là cách thức tổ chức phải tuân theo quy định. Kết quả được công bố công khai ngay sau khi hết thời gian bỏ phiếu. Tuy nhiên, sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, phải đến gần cuối giờ chiều cùng ngày, kết quả mới được công bố. Một điểm đặc biệt quan trọng mà quý vị là để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho quý vị là sau khi bỏ giá xong thì đến 16 giờ tới 4 giờ chiều thì sẽ nghe công bố kết quả. 16 giờ các quý vị có mặt ở đây thì nghe công bố kết quả. Việc làm này là theo quy định của pháp luật và là để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các quý vị trong phiên đấu giá để tránh cái việc thông thầu và tránh những việc áp lực rất lớn cho quý vị. Mặc dù đã có những ý kiến thắc mắc, không đồng tình về thời gian công bố kết quả, thế nhưng phiên đấu giá vẫn diễn ra như đã phổ biến. Do mạng là mình đi đấu rất nhiều, lần đầu tiên gặp phiên như này. Mặc dù công ty số 5 tổ chức rất nhiều phiên, cái này chỉ đạo đâu đi. Đấy hỏi tất cả những người người ta tham gia đấu giá ấy, chưa một phiên đấu giá là như thế nào. Các bạn cứ bỏ phiếu xong là nó đọc luôn kết quả. Bây giờ mời quý vị ra về 16 giờ. Chưa nói A là người trông ở đây. Rất là kiên nhẫn thu thẻ. Chỉ 10 phút cho việc ghi và bỏ phiếu. Hầu hết những người tham gia đấu giá, họ ra về trong tâm lý ngờ vực và phản đối cách điều hành của đấu giá viên. Xem giá cao nhất là cài người nó đang đổ phiếu nên là nó thâu tóm thị trường ấy. Chẳng hạn như là mình giảm 74, chỉ cần giảm 74 năm là nó cho 15, 16 người nó chạy trộn nó mấy lần. Nhớ hết rồi mình ra, còn phiếu của mình vẫn giữ nguyên. Và nó nếu thấy thị trường sốt, còn nếu thấy thị trường sốt thì nó thả là vẫn là số của mình. Nghi ngờ về sự khuất tất, không minh bạch trong phiên đấu giá này là điều khó mà tránh khỏi đối với người tham gia. Bởi đã có một khoảng thời gian không nhỏ xen giữa từ lúc kết thúc bỏ phiếu đến lúc công bố kết quả. Điều này khiến dư luận không khỏi hoài nghi. Liệu hòm phiếu chứa đựng quyền lợi của những người này có bị tác động, thay đổi? Và có những dấu hiệu bất thường nào đằng sau phiên đấu giá? Có lẽ chỉ các nhà quản lý mới trả lời được những nghi vấn này.